Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ làm cái video nối vào cái Aerobe với sàn Hobi lần 2 ha. Sàn Hobi này thì lần trước nó là Aerobe và tặng con Taurus. Ai đã làm ai theo dõi cái video mình lần trước á thì đã nhận được, làm theo thì chắc chắn là đã nhận được rồi và mình đã nhận được rồi. Thì lần này là lần thứ hai nó làm cái Aerobe, tức là nó tặng cái token. Tiếp tục tặng cái token Taurus free. Cái số token Taurus này là đợt trước hay còn lại và nó tiếp tục hôm nay nó phân phát tiếp. Thì điều đầu tiên là các bạn phải làm đó là đăng ký cái tài khoản trên sàn Hobby này ha. Đăng ký một cái account. Cái đăng ký thì rất là dễ, nếu bạn nào chưa có thì các bạn qua sẽ các bạn đăng ký với email này, các bạn điền email ha. Rồi các bạn bấm send để nhận cái code mà điền cái code vào. Điền bắt cuộc. Cái này không điền ha. Cái này rồi bấm sign up. Rồi các bạn vào xác thực email của các bạn là xong. Rồi, sau khi đăng ký xong thì ok rồi đó. Thì các bạn đăng nhập vào. Nhập bằng cái email và password này các bạn đã đăng ký ha. Thì ok. Sau khi đăng nhập vào thì nó sẽ như thế này. Đây thì đây là 240 TRX mà hồi bữa là mình đã tham gia Europe và được nhận. Sau 2 tuần là được nhận ngay. Mình chả làm gì, chỉ đơn giản thì tham gia Europe miễn phí mà nhận lại tiền. Thì đó là một cái điều mà mọi người nên tham gia. Free chúng ta tội gì không lấy ha. Rồi các bạn qua account qua security. Các bạn copy cái ID của tài khoản của bạn, copy. Cái này là rất quan trọng ha, có cái này thì mới tham gia được cái Aerobe này. Rồi các bạn vào link này thì mình sẽ đăng trong group và dưới cái video này ha. Các bạn cứ ủng hộ mình. Link này các bạn mở vào đây. Cái này đã ký rồi thì ok, các bạn vào link này ha. Đó, các bạn vào lên này các bạn điền cái Hubi ID của các bạn vào. Hubi ID hồi nãy mình đã copy ở đây, điền vào. Ok, phải có cái này mới được nha. Đó, rồi. Sau khi điền vào thì các bạn copy cái code này ha. Các bạn join vào cái Telegram của nó. Mình đã cài Telegram rồi, mình mở luôn Telegram cho desktop. Các bạn paste cái code vào đây ha. Mình đã paste rồi. Thì không bắt lần nữa, bắt thì cũng không sao. Sau khi các bạn bắt xong thì các bạn nhận được 20 token Torix. Đó. Nói qua token Torix đó thì đây là một token đã lên sàn rồi ha. Và giá hiện tại của nó là hôm nay là ngày nó đang bay. Giá hiện tại 0,04 đô, bay rất là cao. Tương lai thì con này nó bay rất là mạnh thôi. Con nó thương mại điện tử, con đứng top à. Các bạn có thể lấy cái link này nó mời bạn của mình và mỗi lần mời thành công thì các bạn nhận thêm 10 cái token Torix và chúng ta kiếm tối đa là tới 320 token ha, thì tầm vài chục đô, hai ba chục đô. Cái gì free chúng ta cứ nhận thôi. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn xong. Những ai mà tham gia Aerobe mình đăng á thì mình đã tham gia Aerobe rất nhiều ha, nhận được những cái token đó, token này toàn là token free thôi đó, mình toàn nhận free thôi. Và cứ đợi đó không sao, bây giờ nó có thể nó một số token chưa có giá trị như token này chưa có giá trị, nhưng mà sau này thì chắc chắn khi mà thị trường tiền kỹ thuật số nó phát triển mạnh hơn thì nhiều token sẽ có giá trị lên được lên sàn. Một khi được lên sàn thì chúng ta chuyển lên quý và bán, chuyển lên sàn và bán thôi. Ngày hôm nay thì thị trường kỹ thuật số hồi phục ha,
thấy các bạn thấy cái downtrend nó đi lên, cái trend nó đi lên, vốn hóa tăng lại mạnh 330 tỷ đô ha, 330 triệu tỷ đô, và mình dự đoán là cuối năm này sẽ lên 1.000 triệu tỷ đô thôi, 1.000 triệu tỷ đô ha. Đó là cái đỉnh điểm mà dường tưởng như là mình tưởng là đầu năm 2018 nó đạt được, nhưng mà đầu năm 2018 thì gặp rất nhiều vấn đề, cho nên là chúng ta phải đợi thôi. Cho nên các bạn nào mà kiên nhẫn á, thì kiên nhẫn với cái thị trường tiền kỹ thuật số này thì các bạn sẽ thành công thôi, vì nó là tương lai của tiền tệ, mình đoán chắc là như thế. Rồi các bạn cứ follow cái group mình ha, mình đăng nhiều kèo Europe, có những cái kèo nào ngon thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.